Các em thân mến, buổi học hôm nay chúng ta bắt đầu luyện sang đề số 2. Các em nhớ cho thầy là trong đề thi đại học, câu số 1, câu đầu tiên bao giờ cũng là câu khảo sát hàm số và bài toán liên quan nhé. Câu khảo sát hàm số và bài toán liên quan, câu này sẽ là 2 điểm tương ứng với 2 ý. Đi đi, riêng cái câu khảo sát này thì nhắc lại một lần nữa. Đề thi đại học câu khảo sát chỉ khảo sát một trong 3 loại hàm, đó là hàm bậc nhất trên bậc nhất, hoặc bậc 3, hoặc hàm trùng phương. Còn cái hàm bậc 2 trên bậc nhất sẽ không có trong câu hỏi khảo sát hàm số. Cho nên là các em phải biết cách học câu khảo sát hàm số hàm bậc 2 trên bậc nhất thì các em sẽ không cần học, học như thế sẽ không có kết quả, bởi vì người ta sẽ không hỏi. Cho nên là trong các cái đề của thầy sẽ không có câu hỏi khảo sát hàm bậc 2 trên bậc nhất, mà chỉ tập trung 3 hàm phân thức bậc nhất trên bậc nhất, rồi hàm bậc 3 và hàm trùng phương nhá. Thế thì hôm nay chúng ta sang đề số 2. Câu số 1: khảo sát và vẽ đồ thị hàm bậc 3 y bằng trừ x mũ 3 trên 3 trừ x bình trên 2 cộng 2x cộng 4/3. Và câu thứ 2, ý thứ hai trong câu này là viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị, biết tiếp tuyến đó có hệ số góc lớn nhất. Trước tiên chúng ta sẽ cùng nhau giải câu khảo sát. Thế thì như thầy vẫn nói là câu khảo sát hàm số đối với sách giáo khoa phổ thông chúng ta có 2 loại sách. Hai sách đó trình bày theo 2 phong cách khác nhau. Thế thì các em có thể trình bày theo các cái cách ở trong sách giáo khoa mà các em học. Em học nâng cao thì em trình bày theo nâng cao, mà em học cơ bản thì em trình bày theo cơ bản. Nhưng tất cả đều phải nổi bật được những ý chung. Thầy sẽ đưa ra một mẫu chung của câu khảo sát mà theo đáp án chính thức của bộ công bố. Thế thì một cái bài khảo sát nói chung các em phải tuân thủ 3 bước. Bước thứ nhất, tập xác định. Tập xác định của cái hàm bậc 3 các em nhớ cho là R. Bước thứ hai là sự biến thiên. Thế thì trong cái bước sự biến thiên này các em phải làm các động tác sau đây. Thứ nhất là em phải tìm chiều biến thiên. Chiều biến thiên thì công việc đầu tiên các em phải tính y phẩy. Y phẩy của các em bằng cái này là trừ x bình phương trừ x cộng 2. Trừ x bình trừ x cộng 2. Thế thì y phẩy bằng 0 sẽ có 2 nghiệm, một nghiệm bằng 1 và một nghiệm bằng âm 2. X bằng 1 hoặc x bằng âm 2. Thế thì bây giờ chúng ta cần kết luận được chiều biến thiên của hàm số, tức là hàm số đồng biến ở đâu, nghịch biến ở đâu. Muốn vậy chúng ta phải có một cái bảng xét dấu nhá. Thế thì bảng xét dấu các em có thể lập ra ngoài giấy nháp. Các em lập ra ngoài giấy nháp. Thế thì thầy nháp ra đây luôn. X y phẩy y tập xác định là R, cho nên x của chúng ta sẽ chạy từ âm vô cùng cho đến dương vô cùng. Hàm số có 2 điểm tới hạn là âm 2 và 1. Tại âm 2 và 1 thì y phẩy bằng 0. Dấu của y phẩy của chúng ta là tam thức bậc 2 có hệ số A âm, cho nên trong khoảng 2 nghiệm trái dấu với hệ số A tức là dương. Còn ngoài khoảng 2 nghiệm thì y phẩy cùng dấu với hệ số A tức là âm. Đạo hàm âm thì hàm nghịch biến, đạo hàm dương thì hàm đồng biến.
Như vậy, qua cái bảng xét dấu này, chúng ta kết luận được hàm số đồng biến trên quản. Thầy nhắc một lần nữa là đi thi các em không được viết tắt. Ở đây thầy viết tắt hàm số đồng biến trên khoảng này. Đây, âm 2, 1. Các em kết luận được như thế này là tốt rồi. Còn nếu em nào mà kết luận là y phẩy lớn hơn 0 trên khoảng âm 2, 1, cho nên hàm số đồng biến trên khoảng âm 2, 1 càng tốt nhá. Thế còn các em cũng chỉ kết luận là chỉ cần kết luận là hàm số đồng biến trên khoảng này là các em đã được điểm rồi. Thế thì ở đây thầy sẽ, như thầy đã nói ban đầu là thầy sẽ trình bày theo đáp án của bộ công bố. Thế còn nghịch biến, nghịch biến trên các khoảng sau đây. Đây, nghịch biến trên khoảng từ âm vô cùng đến âm 2 và 1 dương vô cùng. Như vậy ta đã tìm ra chiều biến thiên của hàm số. Công việc tiếp theo trong cái bước sự biến thiên này là chúng ta phải tìm cực trị. Thế thì ở đây các em sẽ thấy là hàm số đạt cực tiểu, hàm số đạt cực tiểu tại x bằng âm 2 nhé. Hàm số đạt cực tiểu tại x bằng âm 2. Thế còn y cực tiểu của chúng ta bằng, thay x bằng âm 2 vào hàm y đã cho ban đầu, các em sẽ tính toán được giá trị y cực tiểu cũng bằng âm 2. Còn hàm số đạt cực đại tại x bằng 1. Y cực đại, đây nha, y cực tiểu là bằng âm 2. Thế còn y cực đại thay x bằng 1 vào hàm y đã cho ban đầu, các em sẽ tính toán được x bằng 1 thì y của chúng ta bằng 5/2. Như vậy y cực đại bằng 5/2. Chúng ta đã tìm ra cực trị của hàm số. Bây giờ bước thứ 3, công việc thứ 3 trong cái bước xét sự biến thiên này là chúng ta phải tính lim. Khi x tiến ra dương vô cùng thì y tiến ra đâu? Và khi x tiến ra âm vô cùng thì y tiến về đâu? Như vậy, giới hạn lim của y khi x tiến ra dương vô cùng nhé. Đối với cái hàm bậc 3 và hàm trùng phương, thầy nói luôn để tránh phức tạp, các em chỉ cần nhớ nhìn chiều mũi tên của đồ thị mà viết kết quả. Đối với hàm bậc 3 và hàm trùng phương, các em thấy mũi tên nó đi xuống nhé. Khi x tiến ra dương vô cùng mà mũi tên đi xuống thì dưới sẽ là âm vô cùng. Đấy, dưới này sẽ là âm vô cùng này. X tiến ra dương vô cùng thì y sẽ tuyến xuống đến âm vô cùng. Đấy là cách đoán nhận kết quả cho nhanh. Còn khi x tiến tới âm vô cùng, các em thấy đồ thị nó lên, mà lên như thế có nghĩa là dương vô cùng. Như vậy thầy nhắc lại một lần nữa, đối với hàm bậc 3 và hàm trùng phương, khi tính giới hạn x tiến tới dương vô cùng hoặc x tiến đến âm vô cùng, các em cứ nhìn chiều mũi tên nó đi. Nó đi xuống có nghĩa là nó xuống đến âm vô cùng, còn nó đi lên tức là lên đến dương vô cùng. Đấy, mà chúng ta không cần phải trình bày cách tính để cho nó phức tạp. Thực ra thì cách tính cũng không có gì phức tạp vì sách giáo khoa người ta hướng dẫn rồi. Đó là nhóm x mũ 3 ra ngoài làm thừa số chung thì ta sẽ tính ngay được giới hạn. Nhưng điều đó không cần thiết. Các em chỉ việc nhìn sơ đồ viết kết quả thôi. Khi x tiến ra dương vô cùng, y tiến xuống âm vô cùng. Có nghĩa là lim của y khi x tiến đến dương vô cùng bằng âm vô cùng. Còn khi x tiến tới âm vô cùng thì y tiến về dương vô cùng. Tức là lim của y khi x tiến tới âm vô cùng sẽ bằng dương vô cùng.
Như vậy chúng ta đã tính xong giới hạn. Và từ đây chúng ta chuyển sang công việc tiếp theo, đó là lập bảng biến thiên. Bảng biến thiên. Rồi, thế thì thầy lấy luôn cái bảng nháp này làm bảng biến thiên. Thế còn đi thi thì các em phải chép cái bảng ở ngoài giới nháp đó vào đây làm bảng biến thiên. Và điền đầy đủ các giới hạn, rồi các cực trị. Như vậy, ta đã có bảng biến thiên. Cần phải nhắc thêm với các em là trong chương trình sách giáo khoa nâng cao, nó còn một cái bước nữa gọi là bước tìm điểm uốn. Nhưng trong chương trình cơ bản thì không có bước đó. Thế thì khi đi thi, các em có thể cắt bỏ bước tìm điểm uốn, không cần, mà các em làm đủ các thông tin này thôi nhá. Thế còn em nào mà làm điểm uốn thì điểm vẫn thế thôi, không được thưởng. Còn không làm điểm uốn thì cũng không sao cả. Nhớ như vậy nha. Cho nên chúng ta thống nhất cắt bỏ cái bước tìm điểm muốn đi, lập bảng biến thiên ngay. Và bây giờ chúng ta chuyển sang bước cuối cùng của công việc khảo sát, đó là đồ thị. Bước 3 là đồ thị. Thế thì để cho đồ thị của chúng ta chính xác và đẹp thì các em phải tìm giao của nó với trục tung và với trục hoành. Thế thì thứ nhất là giao với OI. Giao với OI thì em chỉ việc cho x bằng 0. X bằng 0 thì suy ra y của các em bằng đây. Thay x bằng 0 vào đây chúng ta được y bằng 4/3. Còn giao với OI, giao với OI thì em phải cho, xin lỗi là giao với OX, giao với OX thì em phải cho y bằng 0, tức là giải phương trình bậc 3 trừ x mũ 3 trên 3 trừ đi x bình trên 2 cộng với 2x cộng 4/3 bằng 0, quy đồng đổi dấu trở thành là x mũ 3, 2x mũ 3 nhé, 2x mũ 3 cộng với lại 3x bình phương trừ đi 12x và trừ đi 24 bằng 0. Thế thì nếu mà phương trình bậc 3 này mà giải được, tức là chúng ta tìm được nghiệm, thì chúng ta sẽ tìm để đồ thị đạt độ chính xác tối ưu. Còn trong trường hợp phương trình bậc 3 không tìm được nghiệm thì chúng ta có thể bỏ qua bước này và phác họa đồ thị. Cái này người ta đã quy ước trong sách giáo khoa rồi. Thế thì ở cái đề thi này, cái phương trình bậc 3 này chúng ta không tìm được nghiệm. Ở đây nghiệm và nghiệm đây không phải là nghiệm bình thường như chúng ta vẫn làm, mà nghiệm phẩy 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 đó. Thế thì chúng ta bỏ qua bước này và chúng ta bắt đầu phác họa đồ thị nhá. Thế thì các em lưu ý là giao với OI, x bằng 0, y bằng 4/3 có nghĩa là đồ thị cắt OI này này. Đồ thị cắt OI tại điểm 0, 4/3. Rồi, thế thì tìm được giao với OI rồi. Thế còn giao với OX, cái điểm của nó là khó tính, cho nên chúng ta sẽ bỏ qua bước này. Và bây giờ chúng ta bắt đầu phác họa đồ thị. Chúng ta vẽ hệ trục tọa độ. Công việc đầu tiên của chúng ta đó là điền tọa độ các điểm cực đại cực tiểu lên trên hệ trục tọa độ. Cực tiểu có tọa độ là âm 2. Đây, đây là điểm cực tiểu. Điểm cực đại x bằng 1, y bằng 5/2. X bằng 1,
y bằng 5 phần 2. Đây là 5 phần 2. Đấy, đây là điểm cực đại. Đồ thị cắt trục tung tại điểm 0, 4 phần 3 nhé. 4 phần 3. Đây. Đây là điểm 4 phần 3. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu phác họa đồ thị. Đồ thị nhá, chúng ta bắt đầu vẽ này, từ trái sang phải này. Đây là điểm cực tiểu này. Đây là điểm cực tiểu tương ứng trên hệ trục tọa độ, đây là điểm cực tiểu này. Bên trái điểm cực tiểu, đồ thị lao từ dương vô cùng xuống cực tiểu rồi lên đến cực đại, xuống âm vô cùng. Thì bắt đầu đây là điểm cực tiểu bên trái này. Đồ thị lao từ dương vô cùng xuống cực tiểu. Dương vô cùng xuống cực tiểu. Rồi. Xuống đến cực tiểu rồi thì lại lên cực đại. Đây chính là hình hài của đồ thị đây. Từ dương vô cùng xuống cực tiểu, lên cực đại. Đấy. Lên đến cực đại rồi thì lại xuống âm vô cùng. Như vậy nó cắt trục hoành tại ba cái điểm mà chúng ta tính nghiệm hơi khó, nghiệm xấu. Đấy, đây chính là hình dạng của đồ thị C. Và nếu các em làm được nổi bật các ý như thế này thì các em sẽ tròn được tròn một điểm câu khảo sát nhá. Thế thì thầy nhắc với các em là cái câu khảo sát hàm bậc 3 thì cái bước mà tìm điểm uốn hay không tìm thì giá trị như nhau. Các em có thể cắt bỏ cái bước tìm điểm uốn đi, chúng ta không cần tìm, mà chúng ta làm theo cái mẫu này thôi. Thế thì như thầy vẫn nói với các em là câu khảo sát là một điểm, nhưng mà thực tế khi đi thi thì các em hầu như không được tròn một điểm, bị trừ. Đối với đồ thị hàm bậc 3 thì các em bị trừ cái gì? Có hai cái lỗi chính mà các em cần phải lưu ý. Thứ nhất là cái bảng biến thiên, nếu các em quên mất một trong hai các giới hạn này, quên không điền giới hạn hoặc là quên không điền các giá trị cực trị, thì lập tức bảng biến thiên này sẽ bị trừ 1/4 điểm nhé. Chủ yếu là học sinh hay quên hai cái giới hạn này. Bọn thầy vẫn nói đùa là đây là hai củ lạc nằm ngang, học sinh hay quên hai củ lạc này. Nhớ nhé, đừng quên, nếu quên là bị trừ điểm. Lỗi này thì ít thôi, chủ yếu mắc lỗi ở đồ thị. Học sinh thường mắc lỗi cơ bản sau đây nhé. Lỗi cơ bản là học sinh vẽ đồ thị nó không có tính mềm mại, không có tính mềm mại. Thường học sinh hay vẽ theo kiểu hiện tượng sau đây. Thầy nói đơn cử, ví dụ thế này, học sinh hay vẽ có một cái đoạn hoặc là một cái khúc của đồ thị nào đó bị lồi lõm, ví dụ thế này. Đây, học sinh vẽ thế này. Nếu đồ thị các em vẽ lồi lõm như thế này thì các em sẽ không có điểm, bị mất điểm đồ thị. Mà cái số này là số nhiều nhá. Số này là số nhiều. Đấy, học sinh hay vẽ những cái đoạn lượn này, ví dụ lượn này, nó lồi lõm như thế này, thì các em nhớ cho thầy là các em sẽ bị mất 1/4 điểm đồ thị. Trong chấm thi đại học rất nhiều em vẽ đồ thị nó kiểu lồi lõm từng khúc như thế này là hỏng đấy. Lưu ý nhé, không được vẽ lồi lõm như thế mà phải vẽ mịn, vẽ có độ uốn dẻo. Đấy, đấy là cái lỗi cơ bản nhất mà học sinh hay mắc phải. Đó là phải nhắc lại là đồ thị vẽ lồi lõm theo khúc. Còn cái loại thứ hai cũng có một số em. Ở đây các em thấy là đồ thị của nó là cắt trục hoành, nhưng rất nhiều em vẽ theo kiểu lười, không vẽ cắt trục hoành mà chỉ vẽ lửng lơ đến đây, không kéo xuống. Đầu bên này không kéo xuống, hoặc đầu bên này chỉ đến đây không lên đến đây. Một trong hai đầu vẽ không kéo lên. Số này cũng có. Và nếu chỉ vẽ đồ thị như thế này thì cũng bị không có điểm đồ thị. Cái số này là số ít thôi, nhưng mà trong chấm thi vẫn phát hiện thấy có những trường hợp không kéo cắt trục hoành. Thì ai mà rơi vào cái trường hợp này thì các em phải khắc phục.
Và cũng cần phải nói thêm có một cái loại phổ biến nữa là đồ thị học sinh chỉ vẽ hơi nhô qua chụp hành một tí thế này, hơi xuống một tí thế này. Thế thì cái này theo luật là các em cũng bị trừ điểm. Bị trừ điểm nhé. Trừ vì sao? Các em lưu ý là đồ thị nó đi từ dương vô cùng xuống cực tiểu, lên cực đại, rồi lại xuống âm vô cùng. Thế thì mép trên của trục tung là dương vô cùng, mép dưới của trục tung là âm vô cùng. Đồ thị đi từ dương vô cùng có nghĩa là nó phải đi từ trên này bằng cái mép này xuống. Nhá. Thế nếu mà em vẽ lửng lơ như thế này thì nó không thể hiện là đi từ dương vô cùng xuống, hoặc bên này nó không đi xuống đến âm vô cùng. Như thế này thường là các em, đại đa số các thầy đều trừ điểm cả. Và trừ ở đây là đúng luật. Nhá. Thế nếu các em không thể hiện được nó đi từ dương vô cùng bằng cái mép này xuống thì các em cũng phải kéo cao lên một tí thế này. Không được bằng cái mép này thì cũng phải cao xấp xỉ như vậy, xuống tí nữa. Đấy. Thì nó mới thể hiện đi từ dương vô cùng lên, dương vô cùng xuống, lên rồi lại xuống âm vô cùng. Chứ nếu vẽ lửng lơ là hỏng. Thì những cái chi tiết rất nhỏ như vậy thôi, nhưng phải nhắc nhở để các em lưu ý, đừng ai mắc lỗi. Nha. Câu khảo sát là câu tặng điểm cho các em, nhưng mà các em lại hoang phí điểm thì không ổn. Thì phải nhắc nhở như vậy. Những ai mà hay mắc phải những cái tật đó phải chú ý. Đặc biệt là cái tật vẽ đồ thị lồi lõm từng khúc là phải rút kinh nghiệm. Vì chúng ta hay mắc cái lỗi đó là nhiều hơn cả. Chúng ta kết thúc câu khảo sát.